Em gửi cái thông tin khảo sát nhà bác Bùi Thị Lựu như sau này. Đây là khuôn viên nhà bác nhé. Đây mặt trên này được đầu trên là khoảng được 11,2 m, đầu dưới khoảng 12 m. Đây là phía dưới này là cũng mặt tiền phía dưới này được đắp đường bê tông này, phía trên như vậy này. Bên cạnh là nhà anh hai, là nhà hàng xóm này. Đây là cái nhà cũ của nhà bác, nhà cũ đây. Nhà cũ là 330 độ Tây Bắc. Sau này anh làm nhà mới là cái vị trí này. Mặt tiền này hướng ra đường bên này. Phía đường này thì để cấp nước đây, cấp điện và thoát nước ở phía sau nhà này. Đấy, thì cái bể nước và phốt thì anh làm ngoài nhé, dự kiến là làm vị trí này. Đấy, thì là cái mét vuông mặt sàn anh dự tính giới hạn là khoảng 100 m, thì đang dự tính là chiều ngang là khoảng 8 m này, chiều dọc là 12,5 m, để chừa ra khuôn viên hai bên này ở phía sau bên này cách khoảng 1,2 m này. Đấy thì về công năng ấy, công năng thì là một phòng khách này, một phòng thờ, đây là tầng 1 một khách, một phòng thờ này, một phòng ngủ này. Phòng ngủ này không không phải là phòng ngủ mất ngoài vệ sinh khép kín nhé, một vệ sinh chung này, một bếp liền ăn này. Riêng cái không gian bếp này anh muốn làm sao nó kín, nó tạo cái không gian riêng biệt, nó không để nó đỡ đỡ bị mùi ấy. Anh chia sẻ như vậy. Cái tầng 2 là 3 phòng ngủ này, một vệ sinh chung này. Trên mái thì là làm tầng tum để anh làm cái mái làm sân chơi mà thiết kế cho anh cái hệ RAM mái để chơi sân chơi trên đấy, để anh trồng cây các thứ trên đấy. Đây về cái nền đất ấy, thì đây là đất, đất thổ, thì anh muốn làm thêm một cái tầng hầm thì nó vì tại vì cái nền đất ở phía phía nhà cũ này nó đang bằng bằng cái mặt đường nhé. Đấy thì dưới này nó thấp hơn khoảng độ 2 m ấy. Nền đất ở chỗ vị trí này nó thoải bắt đầu ra đây này. 2 m này. Anh muốn làm thêm một cái tầng hầm dự kiến là cao khoảng 2,5 m. Đấy, với tổng quan là một tầng hầm này, một tầng trệt và một tầng hai này. Mái thì làm sân chơi này. Có các hệ RAM này, cầu thang thì từ hầm lên mái này. Định vị ngôi nhà thì làm sao ở trước là sân chơi, xung quanh nó có khuôn viên này.